Bốn con giáp này sau mùng 1 Tết dương lịch năm 2024, chúng số cực đậm, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, vận khí vẫn cứ tiếp tục có xu hướng tăng lên sau ngày mùng 1 Tết dương lịch. Công việc của những con giáp này khá là suôn sẻ hanh thông, có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi trong một cái môi trường làm việc nhìn chung là có xu hướng tích cực và đáng để mong đợi đối với những con giáp may mắn này vận trình tài lộc cũng duy trì ổn định một số người còn có cơ hội đổi đời giàu có bất ngờ sau một đêm do được thần tài hộ mệnh chỉ đường dẫn lối chúa ban phước lành giúp các bạn may mắn nắm được cái cơ hội một cách dễ dàng hơn à, bên cạnh đó thần tài cũng mang lại nhiều cái dấu hiệu lạc quan vậy nên quý vị nên tập trung vào cái công việc của mình hạn chế ôm đồm quá nhiều việc à, thêm nữa là tình cảm của các bạn trong giai đoạn này cũng đã được khởi sắc có lợi cho những người độc thân kiếm được cái nửa kia ưng ý Thời gian này thì cũng hứa hẹn khá nhiều cái dấu hiệu giúp các bạn có thể cảm thấy tự tin và tận hưởng cái hạnh phúc của mình từ nay đến về sau à, Thưa quý vị, vậy thì sau cái ngày mùng 1 Tết Dương Lịch đỡ con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta phải xét đến không ai khác thì đó chính là những người tuổi xíu À quý vị thân mến, vận khí của những người tuổi xíu tiếp tục có xu hướng tăng lên Công việc sau ngày mùng 1 Tết Dương Lịch ý, thì khá là xuân sẻ, có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi môi trường làm việc nhưng mà nhìn chung ấy nó theo cái chiều hướng tích cực nếu mà có ý định ấp ủ những cái cái việc bạn đang làm thì nên thực hiện sớm các bạn có thể nhận được cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi sửu trong thời gian này cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc có thể các bạn phải khởi động một cái dự án mới hoặc một nhiệm nhiệm vụ gì đó mới à, nhưng mà cũng rất đáng là thử rất đáng thử đó có thể là cái cơ hội để các bạn phát huy cái năng lực của bản thân một số người còn thay đổi cái công việc và cái việc này ấy, nó không khiến các bạn phải khó chịu mà thay vào đó là cái sự hài lòng, sự vui vẻ. À, chính cái thái độ mà vui vẻ đó thì các bạn đã gì có thể biến cái khó khăn thành cái cơ hội nhờ đó mà mọi việc nó trở nên là suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn. Và sau ngày mùng 1 Tết dương lịch, tình hình tài chính của những con giáp này nói chung ấy cũng phải không thể rực rỡ hơn được nữa và nay dần dần đã đi vào cái sự ổn định. À, nhưng mà cũng đừng vội ra quyết định vội vàng vì thời gian này các bạn vẫn cần phải kiên nhẫn để chờ thời đối với một số người thì cái việc xử lý được các nợ nần mang lại cho các bạn cái cảm giác an tâm hơn bao giờ hết và để tránh rơi vào cái tình trạng nợ nần thì ngay lúc này các bạn cần phải tránh xa những cái món đồ hấp dẫn hoặc là gì những cái lời chào mời từ những người bán hàng không uy tín à, dù lúc này những người tuổi xíu nóng lòng muốn gia tăng cái tài sản gia tăng cái thu nhập ấy, thì vẫn phải gì đợi đến cái thời điểm thích hợp hơn lúc này cũng chưa phải là thực sự phù hợp à, thêm nữa những người tuổi sửu cũng nên học cách đánh giá cái tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn trước vì lúc này các bạn không biết đâu là cái khoản đầu tư có lợi hay là gì đang tiềm ẩn những cái rủi ro nào đó mà các bạn không nhận ra. À, thêm nữa, vận trình tình cảm của những người tuổi sửu trong thời gian này cũng khá là rực rỡ nhất là đối với những người độc thân thì các bạn có nhiều cái cơ hội để tìm được cái người phù hợp cùng với quan điểm chung sống với mình. Đấy, có những người lúc này thì đã kết thúc được cái giai đoạn nghi ngờ và chuyển sang cái giai đoạn tin tưởng nhau nhiều hơn. À, có những cái thời điểm mà bản thân cảm thấy là hoang mang lo lắng Nhưng lúc này thì các bạn đã an lòng hơn Cảm thấy là tin tưởng hơn vào những cái niềm vui xung quanh mình Đấy, mỗi lúc một nhiều lên à, Sẽ có người ngoài tác động tới cái chuyện tình cảm của các bạn Vì thế, đừng vì lời ra tiếng vào mà bị sao động Quý vị không nên quá nhạy cảm với những lời người ta Bởi vì chính cái điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tiêu cực đến cái hạnh phúc mà mình đang có Thời gian này phù hợp cho các cặp đôi bàn đến cái chuyện ăn hỏi kết hôn Hay là về ra mắt gia đình hai bên bản mệnh đã gì nhận thấy cái thời điểm này chín mùi thì đừng ngần ngại nữa đấy tết thì sẽ có người yêu mới và vợ mới đưa ra mắt cùng họ hàng gia đình thì đó là một cái điều tuyệt vời một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những người tuổi sửu con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay và để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để trợ mệnh hộ thân Ở vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 989 349119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Sửu đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai sau ngày mùng 1 Tết dương lịch ý, thì không ai khác đó chính là những chú mèo những người tuổi mão à thưa quý vị nói chung ấy có thể nói sau ngày mùng 1 Tết dương lịch thì các phương diện sự nghiệp của những người tuổi mão nói chung là sẽ tràn đầy cái may mắn mọi cái nỗ lực của các bạn cũng được đền đáp và chinh phục đến những cái nấc thang quan trọng hơn nếu mà đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, thì những người tuổi mão có thể chọn cái thời điểm này để tiến hành. À, những cái khó khăn ban đầu vẫn có thể khiến cho các bạn phải gì phải phải phải, phải lo một chút. Nhưng ấy, cuối cùng thì các bạn cũng vẫn thực hiện được một một cách là trôi trẻ thuận lợi. À, với những ai mà chọn cái con đường có phần nhiều cái trở ngại, ấy, thì cũng đừng vì bất cứ cái điều gì mà bỏ cuộc. Chỉ cần các bạn quyết tâm thực hiện đến cùng, thì năng lực của các bạn cũng sẽ được khẳng định trong thời gian này. Với những ai mà đưa cho bạn những lời khuyên, gợi ý thì cũng đừng vội vàng bỏ qua Nhất là đối với những ai mà đã có kinh nghiệm tương tự như bạn Thì cái việc họ chia sẻ kinh nghiệm là cái điều thực sự đáng quý Các bạn cần phải ghi nhận trong thời gian này Về vận trình tài chính của những người tuổi tuổi mão trong thời gian này Thì nói chung đấy là khẳng định rằng may mắn đang mỉm cười với các bạn trong thời gian sắp tới Các bạn nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền giúp cho các bạn chinh phục được những cái kế hoạch đã đề ra từ trước đó về vận trình tài lộc của những người tuổi mão sau ngày mùng 1 tết dương lịch thì khá là dồi dào những ai mà đang kinh doanh liên tục có các đơn hàng về đều đặn mọi việc khá là triển vọng và càng nuôi thêm cái hy vọng mới cho các bạn à, nhưng bên cạnh đó thì vẫn có những cái dấu hiệu hao tài tiền có thể về đó nhưng mà ấy, bạn các bạn tiêu xài mua sắm quá nhiều khá nhiều đấy có nhiều cái việc nó phát sinh ngoài dự kiến cuối cùng thì các bạn cũng không tiết kiệm được nhiều cho dù là tưởng rằng mình đã thì có cái thu nhập tăng lên đáng kể thì ngoài những khoản đầu tư lúc này ấy, thì có vẻ hứa hẹn nhưng mà ấy, nếu mà các bạn thích thì nên đầu tư nhỏ thôi vì các bạn không thể nào lường hết được những cái rủi ro tiềm năng nó ở đâu. Đặc biệt sau ngày mùng 1 Tết Dương lịch thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mão nói chung ấy thì có những cái điểm rất đáng là mong đợi. Đời sống thì lãng mạn của hai bạn cũng sẽ hứa hẹn đâm hoa kết trái. Những ai mà đang độc thân thì có thể trông đợi vào một cái tình yêu mới sẽ xuất hiện trong thời gian này. À, tuy nhiên cũng đừng trông đợi quá nhiều vì ban đầu hai người có thể là gì có những cái điểm không hiểu và chưa thực sự là kết nối cho đến khi mà hai người có thời gian ở bên nhau nhiều hơn Cái sự quyến rũ chết người của các bạn lên đến đỉnh điểm Nếu mà đang để mắt tới ai đó thì hãy tranh thủ đốt cháy giai đoạn ngay lúc này Bên cạnh đó, các cặp đôi mặt khác thì như trở về với cái cảm giác thời mới yêu Hai người có thêm nhiều cái cơ hội để gần gũi nhau nhiều hơn với những người mình thương yêu Thông qua những cuộc trò chuyện Và đặc biệt sắp tới đây trong cái dịp tiết âm lịch thì cũng là một cái cơ hội tuyệt vời để hai người hàn gắn cái tình cảm và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ý, thì những gia chủ tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba sau cái ngày mùng 1 Tết Dương lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. À quý vị thân mến, sau mùng một Tết dương lịch thì cái vận trình công việc của những người tuổi mùi có nhiều cái chuyển biến tích cực. Tất cả là nhờ cái uy tín của các bạn đã gây dựng từ trước đến nay nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay là gì khi cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ mới. À, thời gian này sẽ cho các bạn nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân cũng như là gì giúp các bạn vượt qua những cái nghi ngờ về cái khả năng của mình nhờ đó mà giúp các bạn khẳng định được cái vị trí và lựa chọn của mình là đúng đắn. May mắn là cái thời điểm là cái trong giai đoạn này ấy, thì nếu mà các bạn gì gặp khó khăn thì ngay lập tức có người chia sẻ thông tin và gì cho các bạn lời khuyên để các bạn tìm ra cái phương án giải quyết phù hợp. À, tuy nhiên đừng quá dựa dẫm vào người khác vào những cái lời khuyên này. À, trước tiên các bạn cũng phải cần phải tìm cách đã sau đó mới nhờ đến sự giúp đỡ. À, lúc đó các bạn mới khám phá ra nhiều cái điều hay ho khi mà chưa thực sự bắt tay vào và thực hiện thì cũng không nên vội vã hỏi gì đó tình hình tài chính của những người tuổi tuổi mùi trong thời gian này thì cũng đã được cải thiện một số người sẽ trả được nợ nần khiến cho các bạn lo lắng nghĩ ngợi trong suốt thời gian vừa qua thậm chí có người còn được cho tiền được người thân hỗ trợ cho bạn mượn một số tiền lớn để làm ăn có một số cơ hội mới nó mở ra đòi hỏi các bạn phải quyết tâm quyết định trong cái tương lai trong một thời gian ngắn đừng cứ để bỏ lỡ À, thời gian này thì thuận lợi cho cái việc đầu tư của những người tuổi mùi à, Có những cái hạng mục mà các bạn quan tâm và đánh giá tốt Thì nay cũng có thể là bắt đầu tham gia Thì ngoài ra ấy, cái việc hợp tác kinh doanh trong thời gian này cũng rất là có lợi Trên cái cơ sở là gì? Đôi đường, đôi bên cùng có lợi à, Tuy nhiên ấy, đối với những cái dự án mà các bạn không biết rõ Thì cũng không nên vội vàng cho dù họ có đưa ra những lời hứa hẹn hay hoa và đưa ra cái bằng chứng có thật để nhằm thuyết phục các bạn nói chung ấy lĩnh vực nào mà các bạn chưa biết thì cũng không nên liều lĩnh đấy vậy nên sau cái ngày mùng 1 tết dương lịch ấy thì ghi nhận cảm xúc lãng mạn trong tình yêu à, thời điểm để bày tỏ tình cảm thổ lộ cái tấm chân tình đã rồi đã đến quý vị hãy chủ động nắm giữ à, trong cái thời gian này thì vận trình tình cảm của những người tuổi mùi nói chung là cũng được cải thiện đáng kể tình yêu của các cặp đôi thì đi vào cái giai đoạn đẹp nhất trong năm hai người đã hiểu nhau hơn và ai cũng biết cách để gì nhường nhịn đối phương vào cái thời điểm phù hợp. Cái điều đáng mong đợi đó là gì? Trong thời gian này thì hướng hẹn các cặp đôi sau một thời gian đấy đã tìm hiểu thì sẽ có lễ ăn hỏi hoặc là gì những tin vui về cái chuyện cưới xin đặc biệt trong cái dịp tết sau đây đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hội mão mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi mùi. À, phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi, cho những người tuổi mùi nhé. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư thì không ai khác thì đó chính là những gia chủ tuổi thân. À, thưa quý vị, sau ngày mùng 1 Tết dương lịch thì nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ, mà những gia chủ tuổi thân thuận lợi hơn thời gian trước rất nhiều. Những khó khăn trước đây thì được tháo gỡ, nên các bạn nhanh chóng tìm ra cái giải pháp thay thế cho những cái sai sót trước đây của mình. Cái việc kinh doanh buôn bán của những người tuổi thân trong thời gian này cũng đang làm chủ và có dấu hiệu tăng lên đáng kể. Tuy nhiên khi có những cái quyết định quan trọng thì các bạn chớ nhìn ở cái hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ về các nguyên nhân và gốc rễ của vấn đề khi mở ra quyết định đấy cái vận trình công việc của các bạn trong thời gian này nói chung là cũng khá là suôn sẻ một phần là nhờ các bạn đã có kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi nhờ đó mà các bạn đánh giá vấn đề hay là giải quyết vấn đề hoặc là phải giải quyết những sự cố bất ngờ xảy ra nó sẽ nhanh hơn những người làm công ăn lương trong thời gian này thì được hỗ trợ từ đồng nghiệp nhận được cái đánh giá cao từ những người cấp trên ở à bên cạnh đó tình hình tài chính của những người tuổi thân ấy, sau cái mùa một Tết dương lịch thì cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều so với trước đó Nhất là những ai mà đang chăm chỉ làm việc thì lúc này hứa hẹn có nhiều cái nguồn thu nhập đổ về. Các bạn cũng biết mình đấy là một trong những con giáp này cực kỳ là gì, chịu khó. Vậy nên là gì? Cái tiền bạc đến với quý vị là một điều hiển nhiên. không chỉ thu nhập nó tăng lên mà các nguồn thu ấy, từ cái việc kinh doanh nhỏ lẻ hay là gì, làm thêm cũng được tăng lên, giúp cho những người tuổi thân trong thời gian này có thể cải thiện được cái cuộc sống của mình. Đấy, các bạn thoải mái hơn trước trong cái việc tiêu pha, mua những cái món đồ mà mình yêu thích. À, thế nhưng đừng tiêu pha quá tay nhất là đừng xa đà vào những cái món đồ xa xỉ các bạn nên để dành một cái khoản tiền để tiết kiệm vì cái việc làm ăn ấy, trong thời gian tới không phải lúc nào nó cũng tốt à, các bạn sẽ không biết đâu được cái thời điểm khó khăn của mình vậy nên cứ có tiền ấy, các cụ bỏ vào rồi đúng không buôn tài thì không được giải vốn vậy nên là quý vị hãy cẩn thận thì ngoài ra trong thời gian này à, có lẽ các bạn bè sẽ hỏi vay tiền khi mà thấy các bạn đang làm ăn nên làm ra à, tuy nhiên nếu mà họ khó khăn thực sự thì các bạn nên giúp một phần. Đừng cho họ vay mượn quá nhiều vì khó có khả năng trả được. Đấy. À, trong thời gian này thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi tuổi thân ấy thì cũng đáng mong đợi trong cái thời gian tới ấy, đúng không ạ? À, có khá nhiều cái người độc thân đấy đã bắt đầu đến cái giai đoạn là có đôi có cặp cũng sẽ nhận được những tin vui sang cái thời điểm tới này. Đấy. Hãy quý vị hãy chờ đón xem những điều gì ở phía trước và để tăng cường thêm cái may mắn, tăng cường thêm tài lộc cho những gia chủ tuổi thân trong thời gian này, thì quý vị hãy gì, hãy cùng nhau đưa nhau đi du lịch, đi đây đó khắp nơi vào những dịp cuối tuần hoặc là gì trong cái dịp tết sắp tới thì cũng lên một cái kế hoạch để hai bên thì cùng tìm hiểu nhau kỹ hơn và có những cái thấu hiểu lẫn nhau tính đến kế hoạch lâu dài về sau. À, trong thời gian này thì các cặp đôi cũng có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng trong cuộc sống. À, các bạn đủ mạnh mẽ để đưa ra cái quyết định cho tương lai của mình. dù người ngoài có ý kiến thế nào thì chăng nữa thì các bạn cũng gì cũng cẩn thận. Đó. À, trong thời gian này thì những người độc thân thì nói chung các bạn chăm chỉ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, vui vẻ và mở rộng cái mối quan hệ của mình nên cơ hội tìm thấy cái nửa kia là khá cao. À, tuy nhiên, nếu mà chủ động thì cũng không phải là tốt đâu. Quý vị đừng đừng vội vàng quá để đối phương cảm thấy hoang mang. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình trong thời gian này thì những gia chủ tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mạnh ngũ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm sau ngày mùng 1 Tết thì đó chính là những người tuổi tuổi Tuất. À quý vị thân mến, sau mùng 1 Tết dương lịch thì tình hình công việc của những người tuổi Tuất lúc này là khá ổn định mọi việc đều nằm trong cái khả năng nằm trong cái tầm kiểm soát của các bạn nên dù có thay đổi thì cũng đừng quá lo lắng các bạn cứ bình tĩnh xử lý từng hạng mục một tài năng và cái sự nỗ lực của những người tuổi tuất lúc này đã được ghi nhận các bạn sẽ nhận được cái sự chú ý của những người xung quanh à, tuy nhiên đừng vì quá tự tin mà làm mọi thứ một cách vội vàng vì rất dễ là sẽ có các lỗi và ảnh hưởng trực tiếp đến cái cái công việc cũng như cái kết quả của các bạn à, thời gian này bạn sẽ nhận ra cái năng lượng không mệt mỏi của mình À, tuy nhiên đừng vội vàng vì cái việc này có thể là ngăn cản bạn bước đến những cái giới hạn lớn hơn. Đó. À, thêm nữa, cái tình hình tài chính của những người tuổi Tuất trong thời gian này nói chung là cũng khá là tốt, khá là dùng dính. Thời điểm các bạn dùng dính tiền tiêu có thể là thể hiện cái sự phóng khoáng của mình trong các cuộc vui chơi với bạn bè, mong muốn được đi du lịch khám phá mọi nơi cũng sẽ được đánh thức, mà các bạn cũng thì không cần phải cân nhắc, cân đo đong đếm quá nhiều về cái tình hình tài chính hiện tại nữa nói chung ấy, trong thời gian này thì có thể các bạn kiếm được một khoản tiền kha khá nhưng mà cái việc chi tiêu quá nhiều lại dự báo những cái vấn đề đáng lo cho cái vấn đề tài chính ở tương lai của bản mệnh nhất định là không được chủ quan tới bất cứ cái việc gì liên quan đến tiền à, nếu có thể thì các bạn cũng nên lên một cái kế hoạch trước cho cái việc chi tiêu từng đồng tiền của mình à, được sử dụng vào cái việc gì nó ý nghĩa hạn chế việc mua sắm trước và trả tiền sau kẻ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn chưa hết tháng thì đã hết tiền vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ năm. À, thưa quý vị, như vậy là sau ngày mùng 1 Tết Dương lịch thì chúng ta sẽ có năm con giáp may mắn dễ được lộc trời cho giàu sang phú quý đó, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, đấy, đi chơi Tết vui vẻ cùng mọi người. Đó là những con giáp sau. một tuổi Sửu. 2, tuổi Mão. 3, tuổi Mùi. 4, tuổi Thân và năm là tuổi Tuất. Đó là năm con giáp may mắn đấy dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe sau mùng 1 Tết Dương lịch. À, thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau cái ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 2024. À năm giáp Thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. xin cảm ơn.